cái chất liệu này có khả năng chống bám vân tay này, chống bám mồ hôi và chống trơn khá là tốt, cầm trên tay rất là bám tay và không để lại những cái vết bẩn ở trên cái bề mặt này. Nó cũng giúp bạn bảo vệ khá là tốt đấy. Xin chào bạn, ở đây mình có cái bộ đôi ốp lưng của Ninkin dành cho nốt 10 và nốt 10 nhỏ và nốt 10 plus. Đây là dòng Flexcase, một chiếc lưng có thiết kế cái mặt lưng rất là đặc biệt ở cái cảm giác cầm của nó, vì nó phủ một cái lớp cao su non ở mặt sau lưng, cảm giác cầm nó rất là êm và rất là mềm. Với 3 màu các bạn thể lựa chọn, đó là màu đỏ này, màu xanh bóng đêm và màu đen. Bây giờ mình sẽ mở giới thiệu cho bạn nhé, màu xanh trước đi. Đây là chiếc ốp lưng Flexcase dành cho nốt 10 cộng này. Cái điểm đặc biệt nhất của chiếc ốp lưng này là nằm ở cái mặt lưng này. Giới thiệu nó sẽ tương đối là khó vì mặt lưng ở này nó được phủ một cái lớp silicone lỏng, nó rất là mềm và nó rất là êm. Cảm giác cầm ở trên tay nó cực kỳ thích. Các bạn phải cầm trực tiếp ở trên tay thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thích thú của nó. Nó giống như chiếc ốp lưng chính hãng của Samsung hay là của Apple vậy, nhưng nó êm và nó mềm. Đấy. Silicone này là lớp silicone lỏng nhé, nó không phải là silicone cứng bình thường như bạn hay thấy đâu. Đấy. Nó che kín toàn bộ mọi góc mọi cạnh, bên trong thì có lớp nỉ để bảo vệ chống chày cho thân máy. Thiết kế tương đối mỏng và tương đối gọn, để được cấu thành bởi ba lớp, bên trong là một cái khung nhựa cứng, bên ngoài là một cái lớp, bên trong nữa là một cái lớp nỉ và bên ngoài là một lớp silicone lỏng nó phủ lên. Thiết kế ba lớp nhưng nó vẫn tương đối là mỏng và gọn. Mình lắp lên chiếc nốt 10 cho vẫn còn. Lắp rất là dễ vì cái cạnh của nó làm khá tương đối mềm, nhưng mà nó cũng không bị lỏng đâu các bạn. Các bạn cầm trên tay nó rất là chắc nhé. Đây. Kiểu dáng này rất là gọn nhẹ và cảm giác cầm thì thực sự rất thích luôn. Rất thích về cái cảm giác cầm. Đây. Bảo vệ tốt cho camera, mọi góc mọi cạnh đều được che chắn khá là kỹ. Cái chất liệu này có khả năng chống bám vân tay này, chống bám mồ hôi và chống trơn khá là tốt. Cầm trên tay rất là bám tay và không để lại những cái vết bẩn ở trên cái bề mặt này. Nó cũng giúp bạn bảo vệ khá là tốt đấy. Mọi góc mọi cạnh và với cái chất liệu dạng dẻo như thế này thì rơi rớt thì nó sẽ đỡ cho máy của mình rất là nhiều. Đây mình sẽ mở cho bạn xem cái màu đen nhé. Đen thì sẽ lấy của cái bản nốt 10 nhỏ. Thường thì màu xanh với màu đen là hai cái màu sẽ bán nhiều nhất của cái dòng Flexcase này. Nó giống y như cái dòng ốp silicone của Apple với Samsung ấy, nhưng mà giá nó mềm hơn rất là nhiều, nó chỉ bằng 1/3, 1/4 cái dòng ốp chính hãng mà thôi. Và để đặt mua cái sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.